Đội Misi từng mất thương hiệu Misi Food và mới đây anh em Tam Mao lại đứng trước nguy cơ mất thương hiệu Tam Mao TV bởi những kẻ không làm mà đòi có ăn. Trong trường hợp này, liệu anh em Tam Mao có thể lấy lại thương hiệu của mình được hay không? Câu trả lời là có. Trong trường hợp này có thể khởi kiện để yêu cầu hủy văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, khởi kiện ở đây là khởi kiện cố đấm ăn xôi, bởi trong vòng 2 năm khi xác minh để cấp văn bằng bảo hộ đối với thương hiệu Tam Mao TV thì chủ sở hữu thực sự là anh em Tam Mao không có bất kỳ phản hồi nào đối với cục sở hữu trí tuệ để yêu cầu hủy văn bằng bảo hộ. Do đó khả năng hủy là rất thấp. Nên trong trường hợp này, cách tốt nhất chỉ có thể làm việc lại cái bọn mà không làm mà đòi ăn kia để yêu cầu chuyển lại cái quyền sở hữu, và khả năng sẽ tốn kém rất nhiều chi phí. Do đó, để tránh trường hợp trên thì tôi để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện. Đùa chút thôi, để tránh trường hợp các YouTuber, TikToker đăng những video vi phạm pháp luật như là Thơ Nguyễn hay là Hưng Vlog, hay tránh trường hợp mất thương hiệu như anh em Tam Mao, thì các bạn hãy liên hệ với tôi, Hà Luật Sư, luật sư đấu tranh vì công lý và lẽ phải để được hỗ trợ. Xin chào.